thật đau đớn bàng hoàng. Một linh mục đang ngồi tòa giải tội bị chém chết. Tin yêu Chúa xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, theo nguồn tin của linh mục Nguyễn Duy Tài, linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Đa Minh, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1981 tại Sài Gòn, thụ phong linh mục ngày 4 tháng 8 năm 2018, đang phục vụ tại nhà thờ Đắc Mốt, Ngọc Hồi, Kon Tum, bị đoạt mạng khi đang ngồi tòa giải tội, bị chém chết. Trên fanpage của linh mục An Mai dòng Chúa Cứu Thế có đăng dòng trạng thái tận cùng của nỗi đau. Năm hết Tết đến, mọi người như hối hả để chia tay năm cũ với biết bao nhiêu nhọc nhằn, cũng như chờ mong một mùa xuân mới sáng sủa hơn. Tin chẳng vui hiện ra trước mắt, nhắn tin hỏi người anh em thì được biết sự ra đi của cha Giuse quá đau đớn và cay đắng. Cha ra đi để lại trong lòng những người ở lại nỗi thương tiếc vô vàn. Giáo phận, nhà dòng, giáo xứ, gia đình và những người thân quen đang nghẹn ngào trước sự ra đi của cha. Đúng là ngày nào cũng có cái khổ của ngày đó, chả có ngày nào được an yên trước những sóng xô của cuộc đời. Chả hiểu nổi sao ngày nay sự dữ và sự ác nó lại lên ngôi đến như vậy. Chả hiểu người ta sẵn sàng sát hại người khác một cách dễ dàng đến như vậy. Cha ra đi thật nhanh và thật vội. Cầu mong cha được hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên quê trời, hẹn gặp nhau trong nước trời để được hưởng mùa xuân không bao giờ tàn úa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.